mừng khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Sống Vui Sống Khỏe của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Đây là một sân chơi dành cho các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, câu lạc bộ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh. Thông qua chương trình, các đội sẽ được thể hiện năng khiếu văn nghệ của đội mình, giao lưu và học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm trong cuộc sống. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với hai đội chơi trong chương trình ngày hôm nay. Tôi đội trưởng Nguyễn Duy Tốn. Bạn chơi chúng tôi hôm nay là Ban Mai và tiếp theo là Bích Nga và Thanh Ngoan. Chúng tôi là đội Sứ Tuyên. Xin chào các bạn. Chúng tôi là đội Hoa Trái. Tôi là đội trưởng Trọng Toàn. Và bên này là Vũ Báu và Linh Nhâm và Đoàn Chiến. Xin kính chào tất cả quý vị. Vâng, vừa rồi chúng ta làm quen với hai đội Sứ Tuyên và đội Hoa Trái. Hai đội chơi sẽ lần lượt trải qua các phần trổ tài văn nghệ. Ở phần thi này thì các đội sẽ thể hiện năng khiếu của đội mình bằng các hình thức như hát, múa, ngâm thơ, kể chuyện. Phần thi thứ hai đó là phần sống vui. Ở phần thi sống vui thì chương trình sẽ đưa ra các từ khóa và với mỗi từ khóa thì cả hai đội sẽ lựa chọn một đoạn lời bài hát bất kỳ trong đó có chứa đựng từ khóa của chương trình và đội nào rung chuông trước thì sẽ có quyền trả lời trước. Ở phần thi thứ ba đó là phần sống khỏe. Ở phần thi này thì chương trình sẽ đưa ra các câu hỏi xung quanh các vấn đề về sức khỏe cũng như là trong cuộc sống của người cao tuổi và theo hình thức trắc nghiệm. Và cũng đội nào rung chuông trước thì đội đó sẽ có quyền trả lời trước. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay, đó chính là phần trổ tài văn nghệ. Tôi đi suốt chiều dài đất nước, ngắm ruộng đồng sông núi biển trời, nghe trái tim xưa xuyến bồi hồi, lòng xôn xao bao niềm.
với nụ cười đang gọi mùa xuân tới, sợi tơi đàn lại nối cho quan họ trao duyên. Tìm trong bao vành nón một dáng nón ba tầm, tìm trong bao tà áo một sắc áo. Cây đu trao lệnh trời, gió thổi bơi tóc rối, chiều xuống đầy đầy núi, anh mãi mãi ở tìm. Vâng, hai tiết mục văn nghệ mà hai đội đã mang đến trong chương trình ngày hôm nay rất đặc sắc đúng không ạ? Còn ngay bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với phần thứ hai trong chương trình ngày hôm nay, đó chính là phần thi có tên Sống Vui. Và cháu xin nhắc lại luật chơi như sau ạ. Ở phần thi sống vui thì chúng cháu sẽ đưa ra các từ khóa. Và với mỗi một từ khóa của chương trình thì nhiệm vụ của hai đội là sẽ chọn một đoạn lời bài hát bất kỳ, trong đó có chứa đựng từ khóa đó. Và các bác phải trả lời được là bài hát đó tên là gì. Và đội nào rung chuông trước có quyền trả lời trước. Sau đây thì cháu sẽ trao cho hai đội hai chiếc chuông ạ. Cả hai đội hãy lưu ý là khi nào mà cháu đọc dứt từ khóa thì các đội mới có quyền là rung chuông ạ. Còn nếu như các bác mà rung chuông trước khi cháu nói xong thì các bác đã phạm luật ạ. Từ khóa đầu tiên ở phần thi sống vui đó chính là nắng. Tôi xin thay mặt cho đội hoa trái, tôi xin hát một đoạn có từ nắng. Anh đến quê em một chiều nắng ấm, tiếng hát quê hương ru dài theo sóng. Thái Bình ơi Thái Bình, ai đặt tên cho đất Thái Bình từ bao giờ mà trong nắng trong mưa lúa vẫn lên xanh tốt, mà trong bom trong đạn đất vẫn cứ sinh sôi. Thái Bình ơi, sao mà yêu đến thế. Vâng, và cháu xin hỏi là đoạn lời mà bác vừa hát nằm ở trong ca khúc nào ạ? Tôi vừa hát đoạn lời trong bài hát Nắng Ấm Quê Hương. Và xin chúc mừng đội hoa trái, các bác đã được giành số điểm đầu tiên ở phần thi sống vui. Xin chúc mừng các bác. Và chúng ta sẽ cùng đến với từ khóa thứ hai, đó chính là từ mây. Xin mời đội Sứ Tuyên ạ. Năm, bốn, ba, hai, một. Hết giờ ạ. Đã hết thời gian suy nghĩ. Thưa quý vị, các bác đến từ đội Sứ Tuyên đã rung chuông rất nhanh. Tuy nhiên thì các bác đã không hát được đoạn lời có từ mây. Và cháu xin hỏi các bác đến từ đội Hoa Trái, các bác có hát được không ạ? Vâng, tôi thay mặt cho đội Hoa Trái, tôi xin hát có từ mây. Núi ơi núi, thuyền ơi thuyền, mây ơi mây, nước ơi nước. Thuyền ta ngược, thuyền ta xuôi, trên dòng nước đầy, nhịp chèo ta bơi. Ai đập đập, ai phá núi, cho hồ nước đầy, là mặt gương soi. Thuyền về mà bên mới, ơi à, khoan nhật mai chèo, hừ là khoan nhật mai chèo. Vâng, và vừa rồi thì các bác đến từ đội Hoa Trái đã hát được đoạn lời trong đó có từ mây. Tuy nhiên thì các bác đã hát không chính xác và như vậy thì các bác đã không giành được điểm ở từ khóa này. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với từ khóa thứ ba, đó chính là từ núi. Cháu xin mời đội Sứ Tuyên ạ. Tôi thay mặt cho đội Sứ Tuyên hát bài có từ núi.
núi ngờ núi thuyền ở thuyền ở mây ở mây nước ở nước thuyền ta ngược thuyền ta xuôi giữa dòng nước bạc nhịp chèo ta bơi. Và cháu xin hỏi là đoạn lời mà bác vừa hát nằm ở trong ca khúc nào ạ? Bài hát vừa rồi tôi hát thì nó là bài hát Hồ trên núi của Phó Đức Phương. Vâng, và xin chúc mừng đội Sứ Tuyên, các bác đã hát rất chính xác ạ. Chúng ta sẽ cùng đến với từ khóa thứ tư, đó chính là từ chim. Cháu xin mời đội Hoa Trái, các bác đã rung chuông trước ạ. Tôi thay mặt cho đội Hoa Trái xin hát bài có từ chim. Từng đôi chim bay đi, tiếng ca rộn ràng. Cánh chim sao xuyên gió mùa xuân. Vâng, và cháu xin hỏi là đoạn lời mà bác vừa hát nằm ở trong ca khúc nào ạ? Cái đoạn tôi vừa hát là trong ca khúc bài ca Hy vọng. Và đó là một đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng đội Hoa Trái. Chúng ta sẽ cùng đến với từ khóa tiếp theo, đó chính là từ sông. Cháu xin mời đội Sứ Tuyên ạ, các bác đã rung chuông nhanh hơn ạ. Tôi đại diện cho đội Sứ Tuyên hát đoạn lời bài hát có chữ sông. Qua nửa đời phiêu dạt, con lại về úp mặt vào sông quê. Ơi con sông dạt dào như lòng mẹ, chờ che con đi qua chớp bể mưa nguồn. Vâng ạ, và cháu xin hỏi là đoạn lời mà bác vừa hát nằm ở trong ca khúc nào ạ? Đoạn lời tôi vừa hát là trong ca khúc Khúc hát sông quê. Và xin chúc mừng các bác đến từ đội Sứ Tuyên, các bác đã hát rất chính xác ạ. Chúng ta sẽ cùng đến với từ khóa tiếp theo, đó chính là từ Tuyên Quang. Cháu xin mời đội Hoa Trái ạ. Thay mặt cho đội Hoa Trái, tôi xin hát một câu hát trong có từ khóa là Tuyên Quang. Suối Vân hát nơi mây núi vân cao, rừng Tuyên Quang vân in bóng tần trào. Đường cách mảng đa vườn xa biết mây, mà tần trào năm xưa ấy vân đây. Cháu xin hỏi là bác vừa hát đoạn lời nằm ở trong ca khúc nào ạ? Bác vừa hát có đoạn lời trong ca khúc là rừng Tuyên Quang in bóng tần trào. Vâng ạ, và đó là một đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng đội Hoa Trái. Và chúng ta sẽ cùng đến với từ khóa cuối cùng của phần thi sống vui, đó chính là từ gió. Cháu xin mời đội Sứ Tuyên ạ. Tôi thay mặt cho đội Sứ Tuyên hát một câu có từ gió. Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng. Nếu là mây, nếu là hoa tôi. Năm, bốn, ba, hai, một, hết giờ ạ. Vâng, ở từ khóa này thì các bác đến từ đội Sứ Tuyên cũng đã rung chuông rất nhanh. Tuy nhiên là các bác vẫn chưa hát được đoạn lời. Và cháu xin mời các bác đến từ đội Hoa Trái ạ. Tôi thay đội Hoa Trái xin hát bài có từ gió. Gió mùa thu, mẹ ru con ngủ, nằm ở cánh trời, nằm ở cánh trời. Vâng ạ, cháu xin hỏi là đoạn lời mà bác vừa hát nằm trong ca khúc nào ạ? Đoạn lời tôi vừa hát là bài hát Ru Con, dân ca Nam Bộ. Vâng ạ, và xin chúc mừng các bác đến từ đội Hoa Trái, các bác đã hát được từ khóa là từ gió. Thưa quý vị, thưa các bạn, như vậy là với 7 từ khóa của phần thi sống vui thì các bác đến từ đội Hoa Trái đã hát đúng được 4 từ khóa và các bác đến từ đội Sứ Tuyên hát được 2 từ khóa và có 1 từ khóa thì cả hai đội không hát được. Vâng, và như vậy thì phần thắng nghiêng về các bác đến từ đội Hoa Trái. Xin chúc mừng đội Hoa Trái.
Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thi thứ 3 và cũng là phần thi cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay. Phần thi có tên là Sống Khỏe. Ở phần thi Sống Khỏe thì chương trình sẽ đưa ra các câu hỏi theo dạng trắc nghiệm về kiến thức xung quanh sức khỏe hoặc là về những vấn đề trong cuộc sống của người cao tuổi. Và nhiệm vụ của cả hai đội là các bác hãy lắng nghe thật kỹ câu hỏi mà chương trình đưa ra và sau đó sẽ lựa chọn một đáp án chính xác nhất. Và đội nào rung chuông trước thì sể có quyền trả lời trước. Các bác đã hiểu rõ thể lệ của phần thi này chưa ạ? Và ngày hôm nay chủ đề của chúng ta đó là giúp người cao tuổi xua tan bệnh vặt. Và ngay sau đây sẽ là các câu hỏi mà chương trình đưa ra. Câu hỏi thứ nhất: tại sao người cao tuổi cần chất đường bột? A. Giúp xương chắc khỏe. B. Tăng cường thị lực. Và C. Cung cấp năng lượng cho cơ thể, tăng cường não bộ. Xin mời đội Sứ Tuyên ạ. Đội Sứ Tuyên chúng tôi chọn đáp án C. Các bác đã lựa chọn đáp án C. Cung cấp năng lượng cho cơ thể, tăng cường não bộ. Và đó là một đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng đội Sứ Tuyên. Vâng ạ, theo trang y tế nổi tiếng của Mỹ thì carbon hydrate có chức năng chính là cung cấp năng lượng cho cơ thể và đóng vai trò quan trọng với chức năng não bộ. Người già sẽ dễ bị suy giảm trí nhớ hoặc là mắc bệnh Alzheimer nên cần ăn đủ carbon hydrate để có thể cải thiện trí nhớ. Và lượng carbon hydrate khuyến cáo cho nam nữ cao tuổi là khoảng 130g trên một ngày. Và ngay sau đây sẽ là câu hỏi thứ hai: protein, chất đạm đóng vai trò quan trọng như thế nào đối với sức khỏe của người cao tuổi? A. Tạo ra các kháng thể giúp chống đỡ bệnh tật. B. Vận chuyển dưỡng chất và thuốc. C. Duy trì khối lượng và sức mạnh cơ bắp. Và D. Tất cả các phương án trên. Cháu xin mời đội Hoa Trái ạ. Đội Hoa Trái chúng tôi nhận chọn phương án D. Các bác lựa chọn đáp án D là tất cả các ý trên và đó là một đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng đội Hoa Trái. Vâng, protein là nguyên liệu tạo các kháng thể giúp chống đỡ bệnh tật, vận chuyển dưỡng chất và thuốc. Theo nghiên cứu của Đại học Newcastle, xác định protein cần thiết cho sức khỏe cơ bắp ở người cao tuổi và nhu cầu protein cho người già là 60-70g trên một ngày. Và trong đó thì đạm động vật chỉ nên chiếm 30% tổng số protein. Và lưu ý chức năng thận của người già bị suy giảm nên phải tham khảo ý kiến chuyên gia để có nhu cầu protein cụ thể hơn. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ 3. Thực phẩm nào chứa protein tốt hơn cho người cao tuổi? A. Đậu đỗ, lạc, vừng. B. Nội tạng động vật. Và C. Thịt. Xin mời đội Hoa Trái ạ. Tôi thay mặt cho đội Hoa Trái, chúng tôi chọn đáp án A. Vâng ạ, đáp án mà chương trình đưa ra đó chính là đáp án A. Đậu đỗ, lạc, vừng. Và cháu xin chúc mừng đội Hoa Trái. Người cao tuổi thì nên ăn đạm nguồn gốc thực vật có trong đậu, vừng, lạc, mè, các loại vì chúng có nhiều chất xơ giúp thải lượng cholesterol và hạn chế ăn chất đạm có nguồn gốc động vật vì đạm động vật khó hấp thu hơn đạm thực vật. Đồng thời thì hạn chế ăn các thực phẩm có nhiều cholesterol như là nội tạng động vật hay là ốc. Và câu hỏi thứ 4. Chất béo có vai trò gì với sức khỏe của người cao tuổi? A. Cung cấp năng lượng cho cơ thể. B. Hấp thu vận chuyển các vitamin tan trong dầu mỡ. Và C. Cả hai phương án trên. Cháu xin mời đội Sứ Tuyên ạ. Đội Sứ Tuyên trả lời câu này là cả hai phương án trên. Các bác lựa chọn cả hai phương án trên và đó là một đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng đội Sứ Tuyên. Các nghiên cứu về dinh dưỡng cơ bản khẳng định chất béo trong khẩu phần ăn của con người có hai vai trò chính, đó chính là cung cấp năng lượng và hấp thu vận chuyển các vitamin tan trong dầu mỡ như là vitamin A, D, E và K. Người già thì nên ăn cả dầu thực vật và mỡ động vật, tỷ lệ chất béo thực vật chiếm 95% tổng lượng chất béo. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ 5. Thực phẩm nào dưới đây chứa chất béo có lợi cho sức khỏe của người cao tuổi? A. Mỡ động vật. B. Dầu ô liu. Và C. Thức ăn nhanh. Cháu xin mời đội Sứ Tuyên ạ. Đội Sứ Tuyên trả lời là đáp án B. Các bác lựa chọn đáp án B, dầu ô liu. Và đó là một đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng đội Sứ Tuyên. Người già nên ăn các chất béo từ dầu vừng, dầu mỡ, sữa ít béo. Và đây chính là chất béo không bão hòa, là một chất béo tốt. Và hạn chế ăn các loại mỡ có từ động vật như là bò, cừu và các loại động vật có vú khác. Vì những loại đó thì sẽ chứa những cái chất béo xấu và không có lợi cho sức khỏe cũng như tim mạch của người cao tuổi. Và ngay sau đây sẽ là câu hỏi thứ 6.
những thực phẩm nào cung cấp vitamin B12? A. Trứng sữa và các sản phẩm từ sữa. B. Ngô, khoai sắn. C. Cam, quýt, bưởi. Cháu xin mời đội hoa trái. Đội hoa trái xin trả lời câu hỏi là đáp án A. Vâng ạ, mà đáp án mà chương trình đưa ra, các loại thực phẩm cung cấp vitamin B12 đó chính là trứng, sữa và các sản phẩm từ sữa. Và đó cũng chính là đáp án mà chương trình đưa ra. Xin chúc mừng các bác. Vâng, vitamin B12 là một chất dinh dưỡng giúp giữ cho các tế bào thần kinh và tế bào máu của cơ thể khỏe mạnh. Các nhà nghiên cứu thuộc trường đại học Oxford của Anh nhận thấy những người cao tuổi có lượng vitamin B12 trong máu cao thì khối lượng não bị teo, kích thước não nhỏ dần theo tuổi ở người già chỉ bằng 1/6 những người già có hàm lượng B12 trong máu thấp hơn. Và người cao tuổi cần ăn bổ sung 2,4 microgram vitamin B12 mỗi ngày từ trứng, sữa và các sản phẩm từ sữa, ngũ cốc, nguyên hạt. Và với 6 câu hỏi vừa rồi thì tỷ số lúc này đang là bằng nhau ạ. Các bác đến từ đội Sứ Tuyên trả lời chính xác được 3 câu và các bác đến từ đội Hoa Trái cũng trả lời chính xác được 3 câu. Và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ 7. Người cao tuổi có thể hấp thụ canxi và vitamin C từ những thực phẩm nào dưới đây? A. Bánh kẹo, nước hoa quả, khoai tây chiên. B. Cơm, ngô, khoai. C. Thịt gà, gan lợn. Và D. Sữa, rau lá xanh và lòng đỏ trứng. Xin mời đội Hoa Trái ạ. Đội Hoa Trái chúng tôi xin trả lời câu hỏi đó là đáp án D. Và đáp án mà chương trình đưa ra đó chính là đáp án D. Xin chúc mừng đội Hoa Trái. Canxi và vitamin D giúp tăng cường xương khớp cho người già, từ đó giúp giảm bớt các vấn đề đau nhức cơ xương khớp. Người già trên 75 tuổi cần phải tiêu thụ 20 microgram vitamin D và 1.200 mg canxi mỗi ngày. Tăng canxi và vitamin D bằng cách ăn rau lá xanh, sữa tăng cường vitamin D, sữa chua và nước ép trái cây. Ngay sau đây là câu hỏi thứ 8. Chất xơ giúp người cao tuổi phòng ngừa những căn bệnh gì? A. Táo bón, tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa. B. Béo phì. C. Ung thư trực tràng. Và D. Tất cả các phương án trên. Cháu xin mời đội Hoa Trái ạ. Vâng, đội Hoa Trái chúng tôi xin trả lời đáp án là đáp án D. Các bác đến từ đội Hoa Trái lựa chọn đáp án D và đó chính là đáp án mà chương trình đưa ra. Xin chúc mừng các bác. Người cao tuổi cần ăn nhiều rau để có chất xơ kích thích nhu động ruột, tránh táo bón và các vấn đề về tiêu hóa. Chất xơ tan còn tạo cảm giác no lâu, phòng chống béo phì. Đặc biệt, chất xơ không tan giúp hạn chế tăng cường máu sau khi ăn ở bệnh nhân đái tháo đường, ngừa tăng cholesterol trong máu và ung thư trực tràng. Nhu cầu chất xơ của người già là 25g trên ngày, đặc biệt là chất xơ hòa tan. Và ngay sau đây sẽ là câu hỏi thứ 9 và cũng là câu hỏi cuối cùng ở phần thi Sống Khỏe. Và cháu hy vọng là cả hai đội các bác sẽ nghe thật kỹ câu hỏi mà chương trình đưa ra để có thể lựa chọn đáp án chính xác nhất. Món ăn nào dưới đây giúp ngăn ngừa táo bón cho người cao tuổi? A. Rau đay mùng tơi. B. Dưa cà muối. C. Thịt gia cầm. Và D. Hải sản. Cháu xin mời đội Sứ Tuyên ạ. Đội Sứ Tuyên xin trả lời câu này là A. Vâng, và đáp án mà chương trình đưa ra đó chính là đáp án A. Xin chúc mừng các bác. Người cao tuổi thì rất dễ gặp vấn đề ở nhu động ruột gây ra táo bón. Người nóng hay đại tiện táo, tốt nhất là nên ăn canh cua, canh cá, thịt các loại, rau đay, rau mùng tơi, mướp hương, rau lang, đậu bắp, trái cây, đu đủ chín, cam, bưởi đều là những vị mát và rất là nhuận tràng. Nếu như người gầy ốm mà hay táo bón thì nên thường xuyên ăn mè đen, canh cua, rau mùng tơi, canh mướp nấu lạc thì đều rất là tốt cho sức khỏe ạ. Và thưa quý vị, thưa các bạn, như vậy là với 9 câu hỏi ở phần thi Sống Khỏe thì các bác đến từ đội Hoa Trái đã trả lời chính xác được 5 câu hỏi và các bác đến từ đội Sứ Tuyên đã trả lời chính xác được 4 câu hỏi. Và như vậy thì phần thắng đã nghiêng về các bác đến từ đội Hoa Trái và một lần nữa xin chúc mừng các bác. Thưa quý vị, thưa các bạn, như vậy là qua 3 phần thi ngày hôm nay thì ở phần thi chủ tài văn nghệ thì hai đội có số điểm bằng nhau. Ở phần thi Sống Vui, phần thắng nghiêng về các bác đến từ đội Hoa Trái. Ở phần thi Sống Khỏe thì các bác đến từ đội Hoa Trái cũng trả lời chính xác được nhiều hơn. Và như vậy thì phần thắng trong chương trình ngày hôm nay nghiêng về đội Hoa Trái. Xin chúc mừng các bác. Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Sống Vui Sống Khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.